Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, từ 13 giờ chiều nay, thành phố Việt Trì đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân thành phố. Địa điểm lấy mẫu là tại nhà văn hóa khu dân cư và các trường học. Lực lượng thực hiện lấy mẫu là cán bộ y tế, cán bộ quản lý, giáo viên các trường học đã được tập huấn nghiệp vụ. Các lực lượng tại địa phương cùng tổ COVID-19 cộng đồng cũng được huy động để hướng dẫn người dân lấy mẫu và đảm bảo an ninh trật tự. Về cơ bản, người dân thành phố đã nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia xét nghiệm và tuân thủ các quy định, hướng dẫn của các lực lượng chức năng, nghiêm túc thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế. Việt Trì phấn đấu hoàn thành việc xét nghiệm toàn dân xong trước 23 giờ hôm nay.